Thì hiện tại mình mới tậu được một em độ công nghệ mới cao năm 2020. Thì mình mới về đi Michael Center về đây và mình sẽ làm tiết mục unboxing. Các bạn thấy đứng sát đây, các bạn thấy mắt này là gì đúng không? Ta-da! Legion laptop chơi game. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục mở hộp. Đây cứng. Mỗi lần cả bé mở hộp là sung sướng các bạn. Rồi mình làm được rồi. Thì sau đây nó cho mình cái dây cáp bảo vệ đàng hoàng như vậy. Khá là kỹ. Điện đối sao hướng dẫn à, bây giờ các em quay lại thì quay thấy laptop nó được bọc trong một cái muối khá là đẹp để chống và đọc, sau đó nó còn bọc thêm miếng vải nữa. Ở đây các bạn, tôi xin giới thiệu cho các bạn con em laptop mà tôi vừa mới tạo được đó, của hãng Lenovo. Đó, các bạn thấy không? Màu đen tuyền. Đó, tôi mở ra. Trời ơi, nó đẹp chưa? Vậy có màn hình đây là 17.3 inch. Với bộ nhớ trong là 1 TB SHD. SSD. Và 256 SSD. Right? RAM